Còn tơ tưởng mộng mơ, lại gieo vẫn đề thơ chi đó. Thế còn chị, sao giờ này cũng tới đây tìm đổi gió? Hay là trong lòng chị cũng có mối u hoài? Em ơi, chẳng hiểu sao mấy bữa nay tâm hồn chị mênh mang cảm xúc, lúc nào cũng mơ màng thao thức. Hễ đặt mình nằm xuống là con tim rạo rực, nó thôi thúc tâm mà hồn chìm đắm mình trong giấc mơ tiên, làm cho yêu say đắm triền miên, những mong ước sao được toại nguyện. Duyên tình quyên ương phối hiền, vậy thì chị yêu người đó là ai mà mang bệnh tương tư suốt đêm dài? Chàng là một trang anh tài, em không có cần biết trước nè, chắc hẳn chị đã cùng chị chưa được cùng chàng giao ước. Vậy thì chị trao đổi bằng tâm thơ, chị cũng không được một chữ trao tơ. Ủa, vậy là sao? Chị gặp chàng bao giờ? Gặp ở đâu? Nè, nói cho em nghe đi. Gặp ở trong những giấc mơ đầy thú vị. Trời ơi, vậy là chị yêu hoài bão, yêu mơ màng, đâu có bằng em. Em xây đắp mộng vàng trên thực tế. Em nói vậy có nghĩa là... Nghĩa là em cũng yêu như chị, và chàng cũng đã tha thiết yêu em. Cái lời nguyện tìm yêu hòa khúc nhạc quyền chân cao. Nhưng Quyền Cơ em ơi, chị nhất định rằng bạn lòng của em kém xa người trong mơ của chị. Vậy người trong mơ của chị là ai? Tên gì? Hả? Người trong mơ của chị là... Thôi, chị khỏi cần nói tên vội, để sau này dành cho em sự bất ngờ. Thôi, đêm đã khuya, chị em ta mau trở lại loan phòng. Chị à, em muốn sống trong đêm cô tịch để giải sầu mong nhớ. Vậy thì tùy ý em, chị về trước nghe. Hồi ôi, nơi quan ải mịt mờ khói lửa, chung cung tầng lệ ứa sầu thương. Anh
Anh đã về đây, về với em, để đời xuân thắm quyền hương duyên. Tiếng ơi như tiếng người em đời, mơ bóng chàng trong giấc mộng quyền. Quyền cơ Quyền cơ, em Trần Anh Kiệt, sung sướng quá em đang sầu mong nhớ. Dời Ái Quan, chàng về từ hồi nào? Anh mới nhận được chiếu triệu hồi trào, nên vội vã tới vườn đào tìm bạn. Quyền cơ ơi, hãy đứng yên để anh lặng ngắm cánh hoa hồng tưới thắm. Vậy nghe cương tình say đắm khách chinh dập dồn yêu đương như hình bóng tiên nương, lòng dạt vào mến thương. Em đâu có rõ tường những đêm khuya ở chốn xa trường, trái tim anh vẫn bóng hình nàng vẫn dương. Từ khi em tới tiếng đưa chào, gió ngựa chinh yên bước lên đà, ngày đêm em thương nhớ mơ mà, lòng nắng khói sâu tình đã mang. Thường ngày cuối tuyết nằm sương cực nhọc, để bảo tồn gầm giấc gian sang. Nay anh đã trở về bên y bạn ngọc, nhấp men tình mộng ước giao quang. Trần Ánh Kiệt, để chiếc áo hồng màu áo cưới dân chàng kỷ niệm. Anh về gieo gió đề thơ, dệt bông hoa tim trong mơ tặng nàng. Áo hồng hoa tim màu trong trắng là cả bài thơ dệt mộng tình, ấp ủ nguồn yêu tràn khóe mắt dân người chiến sĩ tâm băng trinh. Dân người chiến sĩ tâm băng trinh, quả thật là gái lẳng lơ trai trắc nết. Ô kìa, chào quan đô quý tướng quân Hồng Cẩm. Không dám chào ngài. Tướng quân đi đâu? Sao lại dám vào nơi lầu cấm chứ? Lầu cấm à? Lầu cấm, sao Trần Anh Kiệt dám vào đây? Tôi có quyền được tự do ra vào thông thả nơi này. Ông có quyền gì? Quyền gì? Quyền gì thì từ nãy giờ ông núp ló nghe vụng trộm, hắn đã thừa biết rõ rồi, hà tất còn phải hỏi? Vậy chính ông mới là kẻ phạm tội. Tội gì? Tội bỏ quan thành về trai gái trăng hoa. Ông lầm rồi, tôi trở về đây có chiếu triệu của hoàng gia. Chiếu chỉ đâu? Đây. Nhưng ông có quyền gì mà hạch sách chứ? Thật căm gan, máu trào sôi quốc thần, trò ông bướm nguyệt qua, ta sẽ về tâu lĩnh hoàng gia. Khuyên ông bạn hãy bình tâm, chớ nên vội giận,
tôi chỉ vâng càng trước sau, càng cớ chi mà ông phải hận đau. Giữa tuổi trẻ chúng tôi yêu nhau nào có là gì đâu, cớ sao ông phải điên đầu hăm dọa về thóc mách quỳ tâu. Hồng Cấm tướng quân thật quá là người lắm chuyện, hay tìm kế vũ quan để định hót với lệnh thiên nhan. Đã vào đây lúc đêm tàn là phạm tội tà gian, thân chưa giữ được toàn sao còn lớn lối to gan. Những con đường có biết đâu ta đào đớn muôn vàng, vẫn chưa trong tâm can đời sầu than nát tan áo mộng. Thôi ông bạn đừng suy nghĩ miên man, hãy quay về chốn gia trang mà tuổi hận sầu than xúc động. Bởi tự ngươi đã làm cho ta đã mang tuyệt vọng. Ô kìa, ông bạn tỉnh hay say? Thôi, ta mau bước khỏi đi ngay. Anh Kiệt à, ta đi khỏi nơi đây, đứng ở đây làm gì cho thêm bẩn mắt hả? Ờ, phải đó, ta đi công nương. Thôi, chào ông bạn nha. Đứng đó một mình mà nghiến răng quất ức rồi đấm ngực thình thình đi nha. Tức thật. Mở trận anh Kiệt, hãy mở mắt coi ta sửa. Cái gì vậy? Con, trời ơi, mày làm cái gì ta hết hồn vậy? Dạ bẩm quan đô quý, có sứ giả của thái tử nước Tần đem dâng lễ vật, còn đợi ngài nơi dinh thất để trao bức mật thơ. Không có thái tử Tần Cảnh thông qua? Dạ có, người sẽ qua ngay sau đó. Tốt lắm. Dạ bẩm quan, biếu toàn đồ tốt không à? Hay lắm. Dạ ê, cho cả vàng bạc mới hay chứ. Mày biết cái gì? Dạ con không biết gì hết á. Im đi. Dạ con im rồi. Đúng rồi. Đúng, quá trời, quá trời đúng. Sẵn dịp này ta bàn mưu kế, mượn bàn tay thái tử nước Tần xin cưới Quyền Cơ công chúa kết ái ân, để phá tan cuộc hôn nhân của đôi lứa. Hay quá, đúng quá, đúng quá. Mày làm cái gì vậy? Mà quan đô quý nói ai vậy? Em không rõ gì hết á. Nghĩa là ta không được ăn thì ta đạp đổ, quyết làm cho chúng nó phải xa nha. Thưa quan đô quý, nhưng chúng nó là ai vậy? Là công chúa Quyền Cơ và Trần Anh Kiệt. Trời đất ơi. Này Trung Chánh. Dạ. Kể từ nay mày phải câm miệng lại ngay, tao lỡ nói ra những chuyện bí mật này mà, để thóc mách cùng ai hả, tao chạm thủ. Trời đất ơi, cuối xin ngài tha thứ cho em, trót lỡ lời gì biết chuyện lem nhem. Giữ trung thành với chủ được tiếng khen, mai sau này ta sẽ cất nhắc lên. Vậy em xin giơ thẳng tay thề nguyện, không theo phường gian ác ốc tối đen. Được, vậy thì được, theo ta trở về tiếp sứ giả ngay. Dạ. Đi. Dạ. Cái ông này lại sắp dở trò hèn mạt, ăn bạc vàng đút lót của người ta, rồi âm mưu ám hại gà nhà. Phen này tôi quyết bật mí ra điều bí mật. Thánh quan vạn tuế. Vạn vạn tuế. Trẫm miễn lễ. Này bá quan, nay Tần quốc đổi thay chiến lược, cho thái tử Tần Cảnh thông qua giao ước cầu quà. Vậy các khanh bàn luận việc quốc gia,
điều lợi hại để ta cân nhắc. Khải tâu chúa thượng, không nên chấp thuận lời cầu hôn của giặc, kẻo lại mắc mưu đem xã tắc chôn vùi. Thôi ông đi, cớ sao ông không suy xét vận thời, cứu đất nước đang hồi nghiêng ngửa. Tàu chúa thượng nên dập tắt nạn binh đao khói lửa, nhận cầu hòa tiếp thái tử Tần Bang. Kẻo quân thù phá vỡ ải quan thì xã tắc nguy cơ sụp đổ. Ông Hồng Cảnh ơi, sao ông không nhớ rõ nước mình có Bạch Vân Quan kiên cố núi rừng hiểm trở, lại thêm Nguyên Soái Trần Anh Kiệt mưu cơ võ dũng như thần. Đã bao lâu nay giặc Tần tấn công bị tiêu diệt cả muôn quân, giờ phải dùng kế cầu thân ngưng chiến cuộc. Nhưng ông cũng phải nhớ, nước Tần là đại quốc, binh tướng hằng hà dòng lửa tài ba, nay còn quà là có lợi cho nước ta. Ông định tháo chiến để sơn hà tan nát à? Phải, lời tướng quân Trần thuyết rất hợp ý quả nhân. Lệnh truyền cho Ngõ Mông quân triệu Tần Cảnh Thông nhập cát. Dạ quân. Chúa thượng ơi, nước chưa mất thành chưa tan, sao chúa vội nghe lời quân gian tham phản trách? Nay chấp thuận cầu hòa mắc mưu của lũ giặc, rồi mai sau sẽ vùi chôn theo xã tắc dưới sàn hà, để cho dân ta phải tiêu diệt làm ma vong quốc. Lũ quỷ xâm lăng nó khát máu hung hăng tàn ngược, đầu thần hãy còn thì quân nghi giặc sẽ tiêu ma. Trần Nguyên Nhung ơi, trẫm đã xuống lệnh an bình, mới triệu khanh về chốn triều ca để cứu dân lành thoát khỏi cảnh càn quan. Trẫm chẳng nỡ lòng nhìn những dòng máu chảy xót xa, cảm phục hoàng gia nhân từ và đức độ. Thần hạ cúi đầu vang tạ ơn thánh quân, thương xót giống nòi sông trong thời khói lửa lầm than. Ông hãy im ngay lời bán nước buông dân sâu mọt, định đem non sông hiến dân cho lũ giặc bảo tàng, nên mới mưu sự đầu hàng để sông nhục cầu an. Tôi là kẻ gian hay chính ông ngu si thiên cần, ao chiến lỗi thời định chôn vùi tiêu diệt giang sang. À thôi, các khanh đừng tranh luận, trẫm đã quyết định rồi. Khải tâu chúa thượng. Thôi, khanh hãy về trướng phủ nghỉ ngơi. Thừa mạng. Quân. Dạ. Cho mời Tần Thái tử nhập triều mau. Tuân lệnh. Dạ, tôi vấn lệnh phụ vương sang triệu quốc, dâng biểu văn để trình đức thánh hoàng. Khanh an tọa, trẫm vui lòng ngưng chiến với Tần Bang, và mong rằng tình giao hảo hai bên càng mật thiết. Phụ vương tôi cũng mong hai nước được đời đời liên kết, xin dâng bức tâm thơ và lễ vật cầu hôn. Quân, dâng lễ vật. Quân, thu nhận lễ vật và bức tâm thơ. Ủa, sao thái tử muốn cầu hôn Quyền Cơ công chúa?
muôn tâu. Việc cầu hôn quyết định mối ban giao, tránh cho dân chúng cảnh ba đào khói lửa. Nên chúng tôi đem lễ vật qua đây là để ước mong trên thánh hoàng tác hợp ai ân, cho duyên tình đôi lứa thanh xuân được toại nguyện hôn nhân phối hiệp. Xin những lời quà ước đổi trao, hai nước muôn đời kết chặt thâm giao, sẽ tránh được nạn binh đao, xương máu dân khỏi chồng chất tựa núi cao. Trẫm phân dân phải đâu là cử tuyệt, vì quyền cơ hôn ước đã định rồi. Trước ngõ đời ước hẹn vàng đôi, với chàng trai anh tài nước triều. Hay là trẫm gả công chúa quyền lang, cùng đóng cung kết nghĩa đá vàng. Việc cưới hỏi quyền cơ do phụ hoàng chỉ định, phận làm con lẽ đâu giam tử quyền. Nhưng nếu không được thỏa giả ước nguyện, tôi e rằng chiến sự khó yên. Muôn tâu, bệ hạ nên hy sinh công chúa để giữ lời ước nguyện, mong cho quốc gia toàn vẹn. Vậy giờ đây quả nhân sẽ hẹn 3 ngày nữa chính thức trả lời. Thái tử mau dịch xa phản hồi, trẫm định liệu tác thành duyên đôi lứa. Tàu dân, nhưng trước khi trở về xa, tôi xin mạn phép nhắc lại lời căn dặn của phụ vương. Quyền cơ nếu chẳng về Tần Quốc, hành quách tan tành, xương máu rơi. Xin kính chào bệ hạ, quân hồi dịch xá. Muôn tâu, việc hệ trọng thánh hoàng đừng lần lửa, nên thuận tình gả công chúa sang Tần. Lòng trẫm còn nghĩ ngợi phân vân. Ta bãi chầu, các khanh hãy hồi vinh an nghỉ. Khâm tuân lệnh, thánh hoàng vạn vạn tuyên. Cung nữ, lĩnh đòi công chúa quyền cơ thính lệnh. Dạ, con trẻ xin bái kiến phụ vương. Cha vợ con tới đây bàn tính cuộc hôn nhân, kia là đầu sinh lễ cầu thân cùng con đó. Phụ vương định gả con cùng ai vậy thiên nợ? Chồng của con là thái tử Tần Cảnh Thông. Phụ vương! Quyền cơ ơi, cha cũng biết gả con sang đất giặc, là chính tự tay cha đã vùi dập tuổi thanh xuân. Nhưng con ơi, hãy xin ban rẻ tâm thân, vì nước, vì dân, vì nón sông xã tắc đài đoá sống tha hương ôm ấp lộ quân thôi. Cứ giang sang thoát khỏi cơn khói lửa mịt, để hàn gắn với thương đời đau khổ. Chinh chiến phơi bài cảnh lụy đổ thành tan, ôi não nùng thương phận gai hồng nhan. Khóa chặt cửa tim đành cắt đứt môi tơ loan, cất bước ra đi theo chồng muôn dặm quan sát. Quay nhìn lại cô ba, mắt tuôn tràn lệ tham. Vì đâu nỗi mơ hồng quyến ngân lệ, ai bài trò bài bể quá cùng dâu. Giữa gia
quán tình sâu, đại thương nhi nữ giải dầu tuyết. Quyền cơ ơi, cha cũng xót thương con má hồng bạc phần, đang giữa tuổi thanh xuân mà nhạt phấn phai hương. Đã gắn bó hẹn thề linh, tới nay cam gài khúc đoạn trường. Cha vì nước phải gả con cho giặc, con vì nhà đem nhan sắc trả nợ dân. Cha cũng biết rằng ép duyên con lấy thái tử nước Tần, là chính tự tay cha đã cắt đứt mối tình đoạn tuyệt. Con đi xuất giá khác nào tiền đưa má vào mộ huyệt, lắp đất chôn vùi mai táng kiếp đào tơ. một tâm hồn yêu đuối chung cung son.
thà sống nghèo hèn như các nàng thôn nữ chốn nông thôn để được tự do hưởng hạnh phúc, cũng hơn là con vua cháu chúa. Tại sao em có những ý nghĩ điên rồ quái gở, sắp kết duyên với một ông hoàng mà cứ mãi thảm sầu? Trái lại, chỉ sức mừng duyên như ý hảo cầu, được thành hôn với người mộng bấy lâu mơ ước. Chị cũng sắp thành hôn mà. Phải, chị sắp thành hôn với người trai anh hùng của đất nước. Ôi vui mừng, ôi hạnh phúc, cảm ơn phụ vương đã tác hợp mối duyên à. Sai đắm hôm mai đón nguồn hạnh phúc tương lai với chàng anh tuấn đẹp trai. Ôi ơi đời em tan tác đại thân nước ngoài, tranh trời già sao độc ác, chữ tài liền với chữ tài, hồng nhan vẫn là có xứng đôi không? Xứng đôi lắm, xứng đôi lắm. Nghe chị nói em mừng ra nước mắt, những nguồn vui tận đáy lòng tràn ngập máu trong tim. Em xin chúc mừng chị cùng chị ai chuyến trăm năm hạnh phúc êm đềm, để tận hưởng đêm tân hôn đầy lạc thú. Hận đời đến bạc nhẫn tâm tình phụ, nước mắt kẻ sang tầng đọng ư trên môi son. Cam hiến thân này để trả nợ nước non, thề quên tất cả không còn giữ kỷ niệm. Ủa, em nói chi những chuyện kỷ niệm với hận đời? Chị nghe sao lại khó hiểu quá trời à? Suy nghĩ mãi càng là tức cười không rõ đó. Chị, lòng của em đau khổ chỉ nào có rõ, lại nở cười đùa nhảy múa trên tim em. Nguyên cơ, sao em nói lạ vậy? Chị đâu có hiểu rằng những lúc chị reo hò hân hở mừng chuyên, thì đời em tan tác cõi lòng khôn heo. Ôi tơ duyên à, hứa rồi tình không buồn, máu tim cứ trào dâng lên, tình đời là hoang khiên, tan nát lòng.
nói những chuyện gì đâu đâu á. Chị không sao hiểu được. Thôi cứu em, chị về lo sắp đặt mai áo cưới mừng duyên. Chị về nghe. Chị Quyền Lan, chị Quyền Lan. Hai dòng máu mẹ lìa đôi, ngược nẻo trần duyên giữa chợ đời. Trọn kiếp cô đơn sầu gian khổ, ngàn đời Trần Anh Kỳ. Anh vừa cầm cung tới để thăm nàng. Thôi chàng hãy về đi, đi đón mừng lễ cưới quy hoàng bên người đẹp. Quyền Cớ hỡi, khi cõi lòng đã chết, còn vui sướng gì lộn kiếp mối duyên tơ. Nếu cõi đời này vắng bóng Quyền Cớ, thì trên dương thế cũng không còn Trần Anh Kiệt. Thôi duyên tình trước kể từ nay vĩnh biệt, đôi ngã phân ly đoạn tuyệt mối tơ. Tình quý đành chia tay, trong
trong ngày du quy nàng vui duyên mới hẹn thề lòng son sắt. Còn đêm tân hôn ta nhớ người xưa tan nát trái tim mình. Quên đi một mối tình si, như chi đến kẻ xa đi không về. Hãy quên tất cả lời thề để em thông thả dễ về xa. Mà hôm nay chỉ còn là vẫn là hương phai. Bấy lâu nay gần nàng mà ta đã hiểu sai. Con người đẹp đẽ bề ngoài gieo rắc nỗi đắng cay đau đớn. Học đòi cành hoa thắm giữa vườn hồng mơn trơn. Nở nhụy hương tình để đón bướm dần ông. Trước trao duyên nói lời thề hẹn núi sông, hôm sau lên kiệu cưới theo chồng xuất gia. Chào con người phủ bạc đông đưa lời lá áo hồng, qua tiếng xưa ta trao trả lại cho nàng. Trần Anh Kiệt, Anh Kiệt ơi, nhìn chiếc áo hồng và cành qua tim là những vật kỷ niệm năm xưa muốn tình đầu giờ chút nở. Cô ngờ đâu nửa đường gái cánh quyên ương gian, giờ em phải nhường duyên cho chị để bước lên xe loan lìa xứ sở, hy sinh phận hồng nhan cho tan vỡ mạnh theo chồng. Nhưng mạnh hồn trinh đã dâng hiến cho tình quân Trần Anh Kiệt, dù phải xa nhau vì cuộc đời quan nghiệt, xin hẹn kiếp lại sẵn sẽ phối hợp duyên trần. Quyền cơ nếu chẳng về thần quốc, thành quốc tan tành xương máu rơi. Ra đi cứu nước con ơi, vui duyên tình ơi, quên lời thề xưa. Phụ vương, phụ vương, ôi tai vẫn nghe tiếng cha già thống thiết, nhỏ giọt lệ sầu không biệt. Phấn đào tương nửa chừng xuống tân giữa mong tình mối ân ai. Sao người yêu xưa chẳng tìm rõ nguyên nhân quan trái, tiếp dẫn yêu ai nhưng phải sầu. Đường chia hai ngã thì đâu tan thương lỡ dở gì cầu. Mày đi đâu dữ vậy mày, có mắt không như mù, đụng cái muốn sụm xương sườn thấy không?
Ê cái thằng cao nhồng, trời đất ơi, mày đuôi rồi hả mày? Hả? Mày hết chỗ đụng sao mày đụng tao? Còn kêu than gì nữa mà thấy tao không tao tan hoàng hoại nè. Trời đất ơi, mày đụng tao té, mày không chịu xin lỗi tao, mày còn ngang nữa hả? Ai biểu mày không tránh đường cho tao đi? Mày là thằng nào mà mày làm tàn vậy mày? Tao hả? Ừ. À, té ra mày chưa biết tao là ai phải không? Mày chưa? Đại danh của tao là Trung Chánh, tùy tướng của quan đô quý Hồng Cẩm, hiểu chưa? Sợ không? Trời qua. Mày sợ rồi mày đi đi. Ôi trời qua. Nó. Mày biết tao là ai không? Mày hả? Mày chưa? Mày thua tao rồi mày biết chưa mày? Mày là ai hả? Nghe đây nè, ông của mày là cận thần của thái tử Tần Bang. Quay chưa? Quay chưa? Giống ông kẹo không? Thì ghê quá. Nhưng mà chưa sợ. Sao hả? Thì mày đứng đâu mày coi đây. Nếu vậy thì hãy xem đây. Chà dạy dặn dặn. Tao sẽ cho mày một đấm thôi sơn. Vậy là mày mở mắt coi. Tao truyền công lực cho mày sợ một chưởng. Chữ khả lắm khả. Thầy mày hãy coi đây nè, hãy coi đây. Nội công đứng không đổ sụp mà quyết đá cho mày cái đụng mà. Ôi chà, đau quá mày ơi. Tao đã chơi cả miếng. Cái thằng này đánh lén không tài. Mày coi này, ông bạc tay. Tao cũng xài cho mày hay. Giờ tay ông đỡ thế này. Cầm vàng mau sôi sục sục mà. Mặt mày không đây cứ đụng. Cho loài bự mày ra. Ôi chủ già, vậy thì tao đau lắm. Đau thì cố ráng đừng rầu. Tay cầm đầu, tay móc mắt. Đâm cho mày một cái bóp nha. Thôi tôi, mũi tôi ăn trầu. Vừa cho mày chết luôn. Chánh. Dạ. Mày làm cái gì đó? Dạ, con với thằng này đang giận nội công. Bảo Minh. Sao ngồi đó? Dạ tại mũi con ăn trầu. Dạ, bản chức kính chào thái tử. Chào quan đô quý. Tôi đang mong gặp tướng quân để bàn tính chuyện riêng. Dạ, chuyện chi xin ngài cứ nói. Trước khi bày tỏ, xin tướng quân hãy nhận cho 100 nén vàng ròng của phụ vương tôi mến tặng. Dạ, đại vương cho nhiều quá tôi đâu có dám nhận. À kìa, tướng quân chớ từ chối. Tôi còn có nhiều chuyện nhờ cậy tới ngài mà. Dạ, vậy tôi xin bái lĩnh. Tôi muốn hỏi quan đô quý, tại sao ngài lại thúc đẩy tôi xin cưới nàng công chúa Quyền Cơ chứ? Tại vì nàng là mỹ nhân bậc nhất của nước Triệu. Nhưng hình như nàng đã có người định ước rồi mà. Dạ phải, nhưng tôi quả quyết rằng ngài sẽ chiếm được cả linh hồn và thể xác của đó hoa xuân đầy hương sắc. Chỉ có tôi sức đắc lực giúp ngài, nguyện hiến thân này làm kẻ tay sai. Dù khó khăn đến mấy tôi cũng chẳng nài, bởi căm giận thái tên Trần Anh Kiệt chỉ được vua nước Triệu trọng tài. Hứa cùng Quyền Cơ đứng kết duyên hài, nay mượn tay ngài bắt chung phải chi hài. Căm giận tên Trần Anh Kiệt, dám hiên ngang ý sức tự cường. Địch thủ của ta trên bãi chiến trường, nay lại là kẻ thù trên mảnh đất yêu đương. Nếu so gươm thì ngang tài ngang sức, nhưng nếu tranh được người đẹp thề quyền thì hắn sẽ đắc thắng thiên nhiên. Chẳng lẽ ngài cam ôm hận tham phiền? Không, nó sẽ phải thất bại. Ôm đau thương xuống dưới thuyền đài, gió lòng âm u giọng tiếng thơm dài. Ở nơi ngoài một vỉa bài tha ma, tôi cũng mong sao nó phải tiêu diệt. Vậy tướng quân hãy giúp cho ta một việc. Dạ, giúp việc chi xin ngài cứ nói. Phải đoạt của Trần Anh Kiệt bức mật đồ, để sao ta hưng binh chiếm cõi bờ. Rồi ngài sẽ thưởng gì để đền đáp công lao tôi?
và ước chia đôi một nửa Kiểu Trào. Tôi sẵn sàng làm để tòi hưởng ngôi cao. Vậy bây giờ ta hãy chia tay tạm biệt. Hẹn trong 3 ngày mọi việc phải thành công. Vâng. Kính chào Thái tử. Chào quan đô quý. Ê, ê, nhỏ nhỏ, đi sao không chào tôi? Chào. Khỏe ngang. Tâu Thái tử, tôi thiết tưởng ngài đã cùng công chúa quyền cơ nên vợ nên chồng, sao ngài còn phải lấy trộm cái bản mật đồ, cướp non sông của cha vợ? Thưa ngài, sao vậy? Bảo Minh. Dạ. Ngươi quên rằng sứ mạng của ta ra đi không vì duyên nợ, mà phải cướp bản đồ, chiếm cứ Bạch Vân Thành. Hả? Như vậy thì nước Triệu lại lâm vào cảnh chiến tranh. Con rể giết cha vợ nêu danh hiếu sát. Im ngay. Ta cấm ngươi lộ chuyện cơ mật, kẻo quân thù hay được là sẽ bầm thay đó. Tâu Vân, con xin khóa cái miệng lại ngay. Thôi, theo ta kiếp phản hồi dịch xá. Tuân lệnh. Ôi, nghe họ tâm sự mà tôi nổi gai ốc, chân tóc rụng rời, đầu óc nghĩ phân vân. Chán phèo quan niệm hôn nhân của ông Thái tử nước Tần Lưu Manh, tay ôm công chúa mài xanh, tay thì nhóm lửa đốt thành nhãn gia. Sao lại thầm lặng âm u không kèn không trống? À, kìa, giờ hành lễ sắp đến, em mau trang điểm phấn son và phủ lên mình chiếc áo màu hồng, trên đầu dắt cành hoa tím. Nè, để chị vào lấy cho em nhé. Trời ơi, áo hồng hoa tím điểm phân tô son, khoác phủ lên một mảnh linh hồn vô tri giác. Chúa xót tay vẫn hồng nhan, trái tim tình tan tan, mà vẫn phải nở nụ cười duyên để cất bước sang.
mình em. Hoa tím cài lên mái tóc quyền, áo mới mặc vào thêm lộng lẫy, chớ buồn em chỉ hãy cười lớn. Áo hồng chỉ quát phủ mình em, qua tiếng cài lên mái tóc quyền, áo mới mặc vào thêm lộng lẫy, chớ buồn em chỉ hãy cười lên. Đi chị hãy nhìn em, môi nở nụ cười dành qua làm như thế. Áo du quy trao cho chị sao nên? Bởi vì em muốn chị đẹp duyên nên khoác áo hồng để làm lễ cưới. Và đây, cả cành hoa tím tặng cô dâu mới, đẹp mắt chồng thủ thỉ dưới tranh thanh. Bẩm nhị công nương, hôn lễ sắp cử hành, mời công nương hồi cung trang điểm. Em ơi, giờ hành lễ đã đến, vào trang điểm đi em, đi. Ôi tan nát lời nguyền, tình duyên xưa vĩnh biệt. Ôi Bạch Vân Thành, đường hiểm trở chiến hào kiến cố, trường nguy vong mà chúa đã cầu hòa. Để đến giờ tần tặc cướp của ta, nàng công chúa hoa xuân vừa chớm nở. Thôi im đi, hãy im đi, nghe nhạc lễ làm tim ta tan vỡ. Ngô đốt hoa rực đỏ đốt lòng ta, rượu dao bôi pha mau lệ chan hòa, miệng chưa nhấp dành môi đã tê tay. Hai đám cưới trò hề ngán trai, càng kéo dài khổ ải mà thôi. Quyền cơ ơi, ta có thể khóc thương nàng vì nước hy sinh niên dân cả cuộc đời, nhưng ta cũng lại khinh nàng bán rẻ tâm băng trinh chôn vùi trong tay giặc. Lang quân coi kìa, lang quân ơi, cớ chi không mừng vui trong xấu xa ngậm ngùi ngấn lệ sầu rơi. Kìa sao chẳng ngỡ môi nói yêu em trọn đời, mừng ngày tấn tần giao bôi sắc tài xinh đôi. Xin chàng hãy ngắm trôi màu áo cưới xinh tươi. Ôi kỷ niệm xa rồi ngàn trùng xa khơi, phải là của rơi nàng mau trả lời tôi. Áo hồng quả tím này ở đâu? Của ai? Của em mà. Thôi,
hiểu cả rồi. Ôi nhìn áo hồng quá tím, mau tím trào theo ngân lệ, dẫn cho con người sao bạc nghĩa vong ân. Trước khi theo chân quân đặt bước sang tần, trút bỏ những kỷ niệm của người thân năm cũ. Kìa, sao lạ vậy? Trần Anh Kiệt, chàng mê hay tỉnh? Quyền Lan ơi, xin nàng hãy hiểu thấu rõ lòng ta. Lời thề năm trước sẽ hận duyên buồn tôi. Thôi thôi kiếp cô đơn ấp ủ sầu thương than khóc mối duyên thương. Ngậm đắng nuốt cay thầm trách thai tạo quá tình em bước nước chừng xuống tan giờ duyên chỉ giờ cũng lỡ giờ trai ngang cung đàn xưa đã gài tim tư lon khúc nhạc mới cũng dở dang nửa bàn ta sẽ nối sợi tơ đồng thay điệu nàng hãy tha thứ cho ta trước giới quyền cớ lời hẹn ước ân tình gắn bó tuổi qua niên nay không thể phụ lời non nước duyên nợ xin nàng hãy lãng học qua tim phủ lên mình cô dâu tưởng là chân quý ngờ đâu lại là nghịch lý tai ương từng là người giàu em với chàng không thể hẹn yêu đương nhưng ngày hôn lễ đã dâng dương đôi lứa tuy tình ta chẳng một ngày hương ngựa gối lạnh chẳng đơn chân nỗi hờn đau em vẫn học đòi sự sách như lấy câu phận gái mười hai bên nước không thay lòng đôi già nay tình vợ chồng có cách phân đôi.
Chào công chúa, phò mã đâu? Chồng tôi mà ông hỏi tôi làm chi chứ? Bởi tôi có lòng trắc ẩn tiếc thương một thiếu phụ xinh đẹp như đó hoa xuân vừa chớm nở đã vội tàn. Kìa, đèn hoa đuốc ngọc đang cười cợt kiếp hồng nhan. Chồng mới cưới lại mê man kẻ khác là quyền cơ công chúa. Tôi cầu nguyện những cơn bão bụt giông tố đừng quay động lòng tôi đang nuốt lệ hận ghen. Nếu như chàng đoạn tuyệt mối tơ duyên thì phải chết đi đền tội lỗi. Hãy khoan, tôi xin tình thật khuyên can công chúa Quyền Lan, chớ có nên quỷ hoài phải nghĩ mưu cản ngăn chàng lại. Đừng để rồi quan trai xảy ra việc này đây thấu tài đến lên dương gia. Phép nước chẳng dung tha luật tử hình chồng công chúa Rama. Nếu chàng có sao thì tôi đứt ruột, làm cách chi nói được dây tơ mà chàng lần tới chốn nguy cơ. Mong ơn ngài cứ giúp liệu lo. Phải ngăn cho ông Trần Anh Kiệt đừng mê mệt đa mang, kéo chuyện này mà thái tử Tần Ban hay được á thì tai họa phải dương mang. Trời ơi, xin nhờ ngài, nhờ ngài hãy ra ơn cô giúp chồng tôi thoát nạn. Được, vậy thì nàng hãy nghe lời tôi chỉ dẫn, phải gắn công tìm kiếm bản mật đồ. Tìm kiếm bản mật đồ để làm chi? Để cất giấu đi, cho Trần Anh Kiệt phải bận lòng xao xuyến âu lo, không còn tâm trí mà đeo đuổi quyền cơ. Đúng lắm, đúng lắm. Vậy nhờ ngài quay lại, có phải bản đồ này không? Đúng rồi, đúng rồi. Ngài đưa cho tôi. Không được, nàng giữ thì lộ ngay, phải để tôi giấu hộ. Vâng, trong sự nhờ ngài giúp đỡ hàng ngắn duyên tình cho vợ chồng tôi. Yên trí đi, tay tôi đã cầm được bản đồ rồi thì giấu kỹ lắm đến trời cũng không biết. Tôi chào công chúa tôi về. Xin chào tướng quân. Đã nồng sái trong trướng lắm. Ôi trước giờ ra đi, ta đến mừng chị vui dày duyên tần tân và diễn biệt chia ly tình bạn suốt cuối cùng. Rồi đấy, đường sang tần gió bụi mịt mùng, sống hay chết âu cũng đành cam phần. Mảnh áo hồng và cả cành hoa tím, ai nhẫn tâm và đạp xuống bụi nhơ. Hay là
thừa liên bồ. Ôi áo hồng qua tim phủ bụi dơ quen ô, khác nào vết thương tim loang lổ máu tuôn rơi. Ngâm trong địa ngục u mê. Sao ngăn hậu quả? Quân, Tần Cảnh Thông và Quyền Cơ công chúa rời khỏi Bạch Vân Thành chưa? Dạ rồi, đám cưới mới qua, đi chừng nửa khắc. Thôi rồi, cớ đồ tán nát, xã tắc điêu tàn. Tần Cảnh Thông đem bản đồ về tới Tần Bán, tất sẽ gây hấn xâm lăng Triệu Quốc. Không, không, ta không thể nhường bước chịu thua một nước cờ. Tạm quân đuổi theo bắt Quyền Cơ đòi bản đồ trở lại. Quan, nếu vì mất bản đồ mà Quyền Cơ mang tội, khiến cho em đây hối lỗi vô cùng, phạm tội tài trời không thể thứ dung, em xin tình thật nói lòng bày tỏ, người đánh cắp bản mật đồ đó chính là công chúa Quyền Cơ đã nhúng tay đánh cắp bản mật đồ để gây ra mọi sự bất ngờ. Coi đó là của hồi môn có lợi, đem theo chồng để đợi thời cơ. Sao ông biết người ta phản bội, hay đây chỉ là lời vũ tội? Nếu tỏ tường màu nói rõ lý do, xin đừng nên hỏi vội. Có nghe tiếng quân Tần giang giang dội, đang sầm rộ hùng binh mà kéo tới. Hận thù này ta có nổi khoan dung. Trời ơi, tôi bối rối vô cùng, vì đâu mà xảy ra cuộc binh dung.
chốn chiến tranh do Táp Bảo bùng, nhờ Hồng Cẩm đưa giùm công chúa trở về cung. Xin vâng, công chúa mau theo tôi. Phu lang, phu lang. Tam quân hãy đề phòng yếu điểm, ngăn bước tiến quân Tần. Qua ở Trần Anh Kiệt đừng tìm lối thoát thân, những yếu điểm ém quân ta đã ngăn chặn. Tần Cảnh Thông mi là kẻ manh tâm bội phản, hiển là ta chiến thắng Quan Vinh, trước thắng mi trong trận chiến Ái Tình. Sao lại thắng cả Bạch Chân Thành Tiểu Quốc? Cả hai trận thắng đều để hèn khiếp nhược, thử so gương cho biết mặt anh hùng. Đỡ quân quyền bao giây. Chết những tên mộng quốc học của ta. Quân quyền chư tướng chiếm quan thành trận chủ. Ta xa cơ thất thương, bị tên độc trung thương, anh hùng đã lâm ương, dùi chôn đời bạc mệnh trong hối trần. Nguyên soái, nguyên soái đi rồi công chúa ơi. Trần Lan, Trần Lan, Trần Lan ơi hãy mau tỉnh lại, em là quyền cơ đi. Ôi xót xa đau thương, tờ dương thông tiên, chuyện ước xưa đôi ta gì đâu phải ngăn cách xa. Ai vậy cơn phong ba Tần vô ăn xạo trá âm mưu cùng chồng mới để tóm thâu thiên hà, làm vật hy sinh rước giặc đem binh về dài xéo quê cha mồ má ông bà. Trời ơi, nào có tia thương chi mà sầu bi đổ lệ chan hòa. Ngoài mặt thì quét bộ áo tiên nga giả vờ quỷ mị, trong lòng lại đổi lốt con á quỷ yêu tinh. Ôi thảm não ê, về cho kẻ bãi binh hận thù chưa trả được, đã vùi mình trong năm mồ. Máu tim tuôn chảy hòa theo dòng lệ đổ xót nước, thường dân trong khói lửa điều tàn. Em vì nước và hy sinh, nhường duyên cho chỉ mối tình yêu đương. Nhìn chàng mau chảy thảm thương, mắt em đầm lệ can trường xót xa. Anh kỳ kẻ vô duyên ta, đừng diễn lý do
gì đất nước phải nhường duyên. Hãy để cho tôi được một mình thảnh thản nằm yên, gửi năm xương tàn chôn trong lòng đất mẹ. Những kỷ niệm trôi qua đừng thiết tha kể lể, còn ôn lại làm chi số phận đã an bài. Ôi sức tàn lực kiệt mau trào loãng lỗ, thương nước non nhà sụp đổ nguy cơ. Dân nàng sao đánh cắp bản mật đồ, để quân tần tặc đào mộ chôn ta. Hả? Anh Kỳ, chàng nói sao? Em nào có đánh cắp bản mật đồ. Thôi đi, nàng đừng chối để đánh lừa ta nữa. Máu bừng suối chưa rửa hận thù. Anh Kiệt, chàng đã vì em mà ôm hận Thiên Thu. Em xin chết để đền bù tội lỗi. Khoan, dạ công chúa chết làm chi vội? Có chúng tôi giải mối quan tình. Công chúa à, công chúa không thể chết được. Công chúa chết là mọi chuyện sẽ rối lên đó. Các người nói vậy nghĩa là sao? Bẩm công chúa, nghĩa là câu chuyện này hãy còn trong vòng bí mật, công chúa phải ráng kiên tâm nhịn nhục để báo thù. Dạ đúng mà. Nghĩa là các người có ý khuyên ta nhịn nhục lấy kẻ thù để báo oán. Kìa, quyền cơ công chúa. Nàng định báo oán trả thù ai? Dạ tâu thái tử, công chúa định trả thù Trần Anh Kiệt. Vì trước khi chết hắn còn nặng lời sỉ nhục công nương, lại còn hăm he sẽ hiện hồn về trong lúc đêm trường để móc mắt và moi tim thái tử đó. Trời ơi, trời ơi, đừng có kể nữa, nghe thấy ớn quá. Nè, ma chết ưa bẻ răng thì sống. Quỳnh khốn kiếp, chết còn cũng khăn. Được, để ta bầm xác nó ra trăm mảnh. Dạ khoan, dạ khoan, hồi nãy công nương cũng nóng giận định cắt đầu hắn nhưng mà tôi can. Còn ngài, dạ ngài là bậc anh hùng quán đế nhất trần gian. Đúng. Dạ không nên oán hận trả thù một cái xác chết. Bây giờ ngài hãy chôn Trần Anh Kiệt đó rồi. Rồi sao? Nói mau. Rồi chúng ta sum họp kết lứa đôi, và em muốn rằng lễ hợp cẩn giao bôi, nhấp men rượu cưới ngay trên mộ Trần Anh Kiệt. Hay, hay. Phu nhân của ta nói phải. Để triều gan xác chết quốc ức dưới một quan. Cung nữ, nhiều phu nhân ta hồi thành nội nghỉ an. Tâu dân, mời công chúa hồi thành. Kính chào thái tử. Bảo Minh. Dạ. Ta giao cho hai người chôn xác Trần Anh Kiệt. Xin tuân lệnh. Ta phải chiếm trái tim nàng công chúa. Chào công chúa Quyền Lan. Tướng quân Hạch Cẩn, bản mật đồ đó ngài đã giao cho ai? Giao cho ai? Giao cho ai thì nàng cũng đã biết rồi, hà tất còn phải hỏi.
như vậy, ngươi là quân phản bội. Đúng, ta phản bội để cướp nàng về ân ái cùng ta. Khốn nạn, ta sẽ tố cáo chuyện này với hoàng gia. Vô ích, cha nàng bây giờ chỉ còn là chiếc ngai vàng một nát. Rồi đây, thái tử nước Tần chi đâu xả tắc, ta nắm uy quyền định đoạt giang sơn. Trời ơi, quân phản loạn. Im ngay, nếu nàng muốn cho vua cha tánh mạng an toàn, phải thuận cùng ta kết tơ loan chồng vợ. Còn bằng ngược lại, nếu nàng không thuận cùng ta kết nghĩa đá vợ, thì Triệu Dương sẽ không toàn tánh mạng. Sao, bằng lòng không? Còn suy nghĩ gì nữa? Nói mau lên đi. À, vậy thì ta phải vào hoàng cung sát tử. Suy nghĩ đây là gì rất vui mừng sung sướng, được kết duyên với trang dòng tương về quay phòng nằm liệt ngang tiếp nay giữa kề dưới trước sống cùng ai chung hưởng cao sang. Nếu mai này thái tử Tần Bang chia đôi quyền xã tắc giang sang, chúng ta cùng vị trí ân quan, nàng vui cười đón môi tơ loan, em vui cười những sao rùa thắt cứ tuôn trào nước mắt chứa chan. Có phải chăng còn yêu Trần Anh Kiệt? Không, đây chỉ là phải liễn khăn tan, thường nhớ gì mà mang. Trời ơi, ta chà đạp dưới chân. Nào, lên đường tới đó. Đi đi em.
buổi và chảy là tóc suối dắt trăm vàng. Ôi phân nhạc hương tàn giờ lại phải điểm trang để đón mừng lễ cưới giao quan giả tàu. Kìa, khóe mắt công nương chưa ráo lệ, em lau giùm ta giọt nước mắt để sầu nhớ. Và đôi công nương cũng chưa nở nụ cười. Trời ơi, nếu phải cười thì nước mắt ta lại chảy. Tội nghiệp công nương đau thương, lệ đổ buồn trào. Sau khi qua dấu xa rồ thang, trái tim mình nát tan đẫm máu. Tới trên năm mộ người yêu xưa nghĩa khí trung trang, đăng cai muôn vàng và lại đêm nhà tan nước mắt. Muốn cho vẹn toàn phải cất lên tiếng cười giao hoa. Kim nương ơi, cứ để cho dòng lễ thảm tuôn rơi lá cha, qua cùng giọt máu tim ư đồng trên gò má. Hiện rõ nét dung nhan tàn tạ phấn lạc hương phai quen u cả môi hồng. Ký từ đàn ngang cung tính sợi tơ đồng thì cõi lòng ta dường như đã chết, chẳng còn tiếc gì luyến tiếc tuổi xuân. Ôi duyên nợ sao bé bạn ngang trái, người hẹn hò ân ái lại cách phân. Vài hiến mình để ôm ấp thù nhân, tuổi nhục cho tấm thân càng nghẹn ngào nức. Cam canh công nương đời thống khổ, những dòng lệ đổ ngập đôi môi. Cán cân tạo quá đâu rồi, dây quan cứ mãi buộc đời nữ nhi. Em ơi, đời ta còn kéo dài những ngày đau khổ để trả cho xong thốn nợ. Cho đến lúc bao tim ngừng đập, khép kín dành mi liếm trên thân tàn, tìm tới cõi u minh âm thầm để cùng chàng dương chân quyến hồn mơ. Ôi cõi đời đầy rẫy những xót xa, thà trút xác trả về lòng đất mẹ. Khói nhìn thấy cảnh tan thương dung bể, khơi mãi quán thù cho máu lệ trào tôn. Kìa, Tần Cảnh Thông đã tới. Công nương, đây là gói thuốc độc, công nương hãy làm theo mưu lược sắp bài. Em hãy lánh mặt ngay để mình ta hành sự. Thưa dân, tất cả hãy lui về thành nội để mình ta sẽ tới nghinh hôn đó nha. Sự cưới đã sẵn sàng rồi chứ? Dạ thưa dân, thiếp đã sắp đặt rượu mừng đầy đủ để vợ chồng hưởng thụ giao bôi. Hưởng thụ giao bôi? Hay hay lắm.
Phen này ta sẽ nhập động thiên thai, cùng tiên nữ vui vẻ quán lạc. Nào, rượu đâu? Rượu đâu? Nàng hãy xót xa đi, để hai ta cạn ly đối ẩm. Dân. Dạ trưa, đây là ly thứ nhất, mừng âm mưu quỷ quyệt, để cõi đời hiểu biết mặt hùng anh. Đúng. Còn đây, đây là ly thứ hai, mừng chiến công chim bạch dân thành. Hay lắm. Được, ta sẽ uống cạn đi. Dạ còn đây, đây là ly thứ ba, mừng hạ thủ được Trần Ánh Kiệt. Giỏi. Vậy mới xứng đáng là công nương Triệu Quốc sẽ kết duyên cùng thái tử Tần Bang. Thái tử, còn ly rượu này là sao? Tiếp chúc Vu Lan công hầu khanh tướng, để toại hưởng men tình cho thỏa mãn riêng mình. Khi nên cảnh chiến chinh lấy xương báo sanh linh, xây tưởng đài quang vinh mãi mãi. Sao nàng chúc duyên lành mà mắt lại cào giọt lệ long lanh? Đó là thiếp mừng trọn kiếp xuân xanh, được chung sống bên chàng mãi mãi. Hay, hay lắm. Vậy ly rượu này ta với nàng chung đôi sẽ được. Khoan, đây là ly rượu mừng thái tử anh tài, mời chàng uống cạn để sống lâu trăm tuổi cườm thâu thiên hạ. Chàng uống đi. Có lý, ta sẽ sống đến trăm tuổi để gồm thâu thiên hạ. Giờ đến phiên ta, ta sẽ rót ly rượu đầy để ta với nàng cùng uống ly rượu. Còn thừa chút cặn sẽ tưới lên nấm mồ cho tuổi nhục vong linh Trần Anh. Nào, nàng uống đi. Không, thiếp không biết uống rượu. Sao nàng lại từ chối? Để ta dâng rượu tận môi nàng, mặc kệ mặt cùng ngây ngất bàn hoàng. Nửa tình bừng cháy lại càng thêm bền chặt. Nào, hãy uống đi, Quyền Cơ, nàng hãy uống đi. Quyền Cơ, mặt mày số gan đi xa rồi. Ông ơi, ông ơi, ông đã ngắm thuốc độc rồi ông ơi. Chẳng phải ông sẽ chết về tay người con gái. Bác chi chinh phục được trái tim tình ái lại chính là kẻ bay mưu hãm hại nơi ta. Bác chinh chim được bữa qua thì hôm nay ta đã xa xuống địa ngục. Trời ơi, ông ơi, tôi vì đất nước bội bạc phản tàn, để đền ơn cơm áo bấy lâu nay, tôi đào huyệt chôn ông cho vẹn nghĩa. Hả? Tần Cảnh Thông đã chết,
thỉnh chú thượng tới đây mau. Tâu bệ hạ, Tần Cảnh Thông đã chết. Kỵ Sa Khanh đã giết được kẻ thù. Hồng Cẩm, từ nay ta giao quyền thống lãnh quân cơ, Khanh sẽ được quyết định tiền trảm và hậu tấu. Thanh tuân lệnh. Quân, mang xác nó đi. Phụ vương, hiền tỷ, con cũng có mặt ở đây à? Tâu phụ vương, chính con, chính công chúa theo chồng làm phản, dân bản đồ mưu bán non sông. Không, không, tâu phụ vương. À thôi, con là vợ của Tần Cảnh Thông, phải chăng đã theo chồng phản trắc? Tâu phụ vương, không, không phụ vương ơi, ai đã làm điều tàn ác? Con không đánh cắp bản đồ. Còn chối cãi gì nữa? Thủ phạm này chính thực là Huyền Cơ, pháp luật phải nghiêm minh. Xin chú thượng hạ lệnh cho trảm quyết. Phụ vương, vậy thì Huyền Cơ phải chết. Võ đao quân. Phụ vương. Dạ khoan, thần xin tâu, lời khấn thiết gian cầu. Nào công chúa, tội gì đâu, mau lui bước chớ quỳ tâu. Ông chớ nên gây chuyện âu sầu, hỗn hào ta chém bài đầu. Dạ khoan, của tôi là trung chánh, tới đây giơ tay thề làm chứng cớ. Chính công chúa Huyền Cơ vì nọn sông đất tổ, chứ không phải vì tình chồng vợ bán rẻ quốc gian núi ba qua. Nhưng ông Hồng Cẩm nhà ta thật cáo trở giang hùng. Tao giết mày. Xin ông đừng ra ngoài trước mặt đức tổ trùng. Tôi nằm trong chăn mới biết chăn có rần. Chính vì ông ham tình tiền danh vọng mới mưu phản non sông. Cất giấu mật đồ giao cho Tần Cảnh Thông, để nó biết đường đi nước bước cử binh sang cướp nước. Khi thắng trận sẽ chia đôi triệu quốc, ông bám vào xâm lược cộng rắn cắn gà nhà. Quân khốn kiếp, nói cho đã đi rồi chết. Ta tư thông với Tần quốc, chứng cớ ở đâu? Chứng cớ đây. Mày là quân giặc Tần biết cái gì? Tôi biết hết á. Khoan đã, tướng quân Hồng Cẩm, như Khanh đã nói, pháp luật phải nghiêm minh, cứ để cho những người dân trần tình trung thực. Thưa ông Hồng Cẩm, chắc trong trí óc ông còn ghi nhớ rõ, tôi là người hầu cận của thái tử Tần Cảnh. Mở đầu câu chuyện khi mới gặp ông, chính tận tay tôi đã đưa cho ông 100 nén vàng rồng làm của đúc lót. Rồi ông thúc đẩy thái tử xin về duyên cá nước với công chúa Huyền Cơ để tả được mối ghen hờn. Và hiện giờ Tần Cảnh Thông bị mưu sát là nhờ liều thuốc độc của Huyền Cơ. Còn ông quán mắt gà mơ, đợi ai sơ hở cướp đi cờ tranh công. Mọi chuyện giờ tôi đã rõ, tự mình phải trách, phải chết đi bù tội ác xấu xa. Nhưng không, không, tôi không thể đành dùng dập một đợt quá. Tôi muốn sống, và tôi phải sống đi. Để chúng ta cùng chung hưởng tương lai hạnh phúc, phải không em Quyền Lan yêu quý? Trời, chị Quyền Lan, phụ vương đã gả chồng cho chị, tại sao còn tình ý thông gian chứ? Quyền Cơ, xin em đừng để giả ngờ quá, hoàn cảnh chỉ có toán điện bệnh. Thôi, Quyền Lan, ngươi là con ác phụ thông danh, ham dục vọng manh tâm phản chắc. Chồng vừa mới chết chưa khô năm đất, đã vùi chiếc khăn tang ôm ấp đứa giang thần.
xử sự vô lương, nhục nhạo danh làm điều thất tiết. Ta đã một lần định đoạt hôn nhân, mối tình sẽ kết, nay nở theo loài sức nghiệp phản lại cha. Trời ơi, nhục nhã biết chừng nào. Con cúi lại phụ vương hải rộng, tình trời biển thứ tha. Con phải đâu là kẻ manh tâm phản nữ hại nhà. Ta khuyên nàng đừng gian nài năn nỉ kêu ca. Nếu đã muốn dứt tình, càng khỏi phải nhận là cha. Phương phản bội đề hẹn, hãy bước đi cho khuất mắt ta. Quyền Lan, phụ vương đã nói vậy thì chị hãy lánh xa. Nếu vậy thì ta phải ra tay giết. Thôi, Hiền Khê đừng nhọc sức, để mình ta uy hiếp được rồi. Không được. Nè, nếu ông xúc phạm đến thánh hoàng, tôi sẽ giết ông ngay. Đúng rồi, cả tôi đây cũng giúp sức một tay nữa. Tất cả bọn bay sẽ bị ta tiêu diệt. Khoan, khởi quân khủng khiếp, mở mặt lớn rồi, coi ai sẽ bị tiêu diệt. Mi là ai? Ta là Trần Anh Kiệt, quả thân từ cõi chết về diệt kẻ khi quân. Hả? Trần Anh Kiệt còn sống? Trần Anh Kiệt? Tại sao? Tại sao mi đã chết vì mũi tên tẩm thuốc độc, nay lại còn sống mà trở về đây? Chúng ta đã âm mưu tráo mũi tên tẩm thuốc độc của quân Tần. Bây giờ đến phiên ông phải chết. Không! Ta thề quyết chung cương hạ thủ. Khoan! Hồng Cẩm, tên phản thần tặc tử, kẻ giả thú lòng lang, đã cúi đầu ôm cốt Tần Ban, quỳ chiếu tối đừng toan phách lối. Sao nàng dám buông lời phản bội, hay muốn quay về với họ Trần? Hồng Cẩm, chính thực mi là kẻ tiểu nhân, ta chỉ chờ cơ hội giết quân cướp nước. Nếu vậy thì nàng phải chết trước. Khoan, Hồng Cẩm chớ hành hung tàn bạo, có ta đây. Hiện giờ ngươi đang mang vết thương nặng ở cánh tay, đâu còn đủ sức đỡ lưỡi gươm này mà hạ thủ. Trần Anh Kiệt, coi đây. Cũng như Tần Cảnh Thông, ta cũng chết về tay người con gái nước rượu. Nhưng trước khi chết, ta phải giết nàng. Rồi, chết rồi. Ông Ròm ơi, giúp tôi một tay khiên xác nó vô coi. Mình mày ghen tổng. Thôi mệt lắm. Vậy mày nắm cái đầu, tao nắm cái chân. Trần Lan. Quyền Cớ. Quyền Lan. Nhưng vừa trăm năm trước trời, tình một thuở còn dương, nghĩ xót xa duyên chỉ tình em. Con đã quyết nhường duyên cho chị. Không, Quyền Cơ chỉ là kẻ cuồng tâm lạc trôi, đánh cắp bản mật đồ giao cho tên ác quỷ, để gây nên cảnh máu lửa can qua thiêu hủy cả giang sơn. Quốc nguy nan muôn vàng thảm khốc,
lòng chớ trần tham thương, không can đảm cầm dương lại theo kẻ vô lương lối đạo cam trường. Nhưng chị đã có công cứu chồng thoát nạn, giết kẻ gian thần phản loạn quốc gia. Em mới xót xa bổn phận quần qua, đã phạm vào ba tội lỗi có tai họa. Tội thứ nhất âm mưu phản xạ tác sang hình, còn tội thứ mừng duyên ương trăm năm bền hạnh phúc.